Xin chào các bé hãy cùng luyện tập bảng chữ cái cùng với Trạng Nguyên nhé. Hãy bắt đầu bằng ba chữ O, O, Ơ. O O O O O O O Theo là ba chữ A, Á, Ớ. Á A Theo chúng ta đến ba chữ C, E, E. E. C. 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 E. E. C C C Đến ba chữ B, D, D. B D B D D D B D D D D D Tiếp theo ba chữ Y, L, T. Y ngắn L L Y ngắn L Y ngắn L L T T L L L Y ngắn Y ngắn Y ngắn Y ngắn Tiếp theo chúng ta đến với hai chữ M và N. N M N N M M N M N chữ B và chữ Q. B và Q. Q P P P P Q Q Q U và Ư, chúng ta cùng đến với hai chữ tiếp theo. U và Ư. ư ư u u ư ư u
chữ hờ và chữ ca. Hát, hát, ca, ca, hát, ca, ca. Tiếp theo chữ g và chữ y dài. Y dài, y dài, g, g, y dài, y dài, y dài. Tiếp theo chữ s và chữ x. S s s x x s s x s x x x. Chúng ta đến với hai chữ cuối cùng, chữ v và chữ r. V, V, R, 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 V, R, R, V, R, R. Vậy là chúng ta đã học xong bảng chữ cái. Các con nhớ là hãy thường xuyên lên trang trạng nguyên.edu.vn để theo dõi các bài giảng khác trên này nhé. Tạm biệt các con.